Ly đã tải rồi, khí tải rồi, thì mọi người đã tải chưa? Mà chưa chắc nha. Chưa chắc là chỉ có Lia và Kit sẽ có một cái tên rất là đình đám cũng sẽ trải nghiệm con game này. Đố mọi người biết là ai luôn. Nói đúng là tới đó thưởng hộp bánh tằm bì. Ôi cha, tôi thấy có một bình luận của người anh em này rất là hay nè. Có ông Mỹ nè: cảm nhận của tôi là thấy game này khá hay, mặc dù đã ra mắt 15 năm rồi nhưng mà chơi vẫn rất là lôi cuốn. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ chơi cái server mới nhất là 633 gà 15 tuổi nha anh em. Hồi xưa Garnet toàn thấy tụi nhỏ nó chơi game này à. Ôi cha, bây giờ tôi đi Garnet vẫn thấy nhiều người chơi game này đó nha. Mười mấy là tôi không tiện nói ra những con game khác, nhưng mà mười mấy là hết sáu mấy là người ta đã gọi là treo vừa ngồi học bài online nè, vừa coi những cái clip gọi là khoa học. Còn gặp người không nha, không được gặp. Cùng có đó là sáu người đó đều chơi con game của Ni này để giải trí. Đúng anh ơi à, em ở Sài Gòn cũng thấy à. Trời ơi, giờ là đúng anh, đúng rồi em. Anh đâu có nói xạo đâu. Rồi sẵn sàng. Quất luôn. Jocelyn ơi, sẵn sàng đi bói ơi. Sẵn sàng nào cả nhà. Rồi go. Ôi em chọn móc nào các anh. Đúng với anh Lê ơi. Không, người ta bảo mình cái này đó. Đúng, mình là không có bắp tủ nha. Đúng. Nhưng mà góc em xấu quá nè. Cứ bắn đi, không sao, có tụi anh lo mà. Đúng. Được thua à? Rồi. Bao gỗ, bao cáo chết. Chưa gì bao rồi, chưa gì 144 rồi. Đó, bắn em rồi, đau quá. Ây à. Ui da, bắn dính quá vậy. Không sao anh, để bắn tôi hết anh lừa. Dính vào trọng bắn mình sau á. Chắc nó sẽ dồn thằng gần nhất ạ. Bắn theo bên trong. Bắn thằng gần nhất ngỏng thì sao? Bắn thằng Lucion à. Rồi. Chiến thuật của mình là giết thằng đầu tiên. Jocelyn đi ha, mình bắn đứa gần nhất đi. Rồi. Mà tụi này bắn ghê quá ta, bắn dính quá ta. Chắc là mấy người này, người chơi này là chơi chắc là hơn 1000 giờ không nè. Ui ngỏng ơi, chạy ngỏng ơi, anh nghĩ là phải chạy đó ngỏng ơi. Ê sao bên kia 4 người bắn trước luôn đấy. Team 2 được bắn trước. Ui. Nhưng mà round sau là team mình được bắn đúng không? Sao ngủ rồi. Ê dồn đan bắn trước luôn nha. Rồi thằng Jocelyn cái thằng gần nhem nhất á, bắn thằng Jocelyn á. Rồi. Rồi. Ấn thưởng được tên không? Không biết nữa. Cả chép được rồi, bây giờ cả chùm khó ấy. Bây giờ cả chùm đam luôn đi. Đâu, Khánh đâu có tên đâu bây giờ. Ừ thì Khánh không tên ý là Khánh được tên sau á. Tam gần nhất nha. Hay đau ơi. Ui à. Hay rồi chú ơi. Tan. Đúng rồi, đúng rồi. Đam rồi em bao cái là chết. Bao cái đi. Đây để bao cho. Ui à, dính con cái à. Ây à. Không sao, của em á. Má anh phải nhẹ một xíu nữa là đẹp rồi. Ê! Ôi trượt rồi. Đúng rồi. Hên chưa? Dính một cái. Dính một phát nữa là nó đi luôn rồi chứ. Đẹp chứ, buồn. Em học rất cho người ta cơ hội gỡ rồi. Ê! Vào đại học Bách quên con xin nha. Hay à. Ây da, nó tỉa thẳng đầu ngẫm luôn kìa. Chết chắc rồi. Ngẫm vào đó phải bay chứ. Ui. Hạp tưởng giết được á. Nó bay. Để canh cho. Quên là bọn mình phải lấy cái này á, cái này ngon lắm luôn. Nó kế em luôn á thằng ơi, kế em luôn á. Trước mặt em sao á? Trước mặt luôn. Nhưng mà giết thằng kia trước được không? Giết thằng kia trước được không? Ờ đẩy một thằng trước đi, mình đẩy một thằng trước. À nó ta định là không. Nó ta định là không tuôn được. Đi đây làm cho nó hiện hình đi. Anh Liên đào luôn. Đào luôn. Hai anh Liên ơi. Tầm lực 30 là đẹp lắm đi ơi. Ui ôi. Dính ông ta, dính đường thằng à. Cái thằng bên trong này. Dạ thằng kia nó đứng ngay phút dưới. Mày anh hơi mặn quá. Lỡ anh. Không sao anh Lê ơi. Nói chung mình nhưng mà lỡ được một thằng. Xong rồi. Gió ơi, gió đó nha, gió đang qua kia á. Quên lấy cái tàn hình. Ây da. Sao? Em đi rồi. Em đi trước nha mọi người ơi. Sao đi trước thôi. Không sao. Để tụi anh bắn hai phần em ngỏng à. Ngỏng cũng kịp đẩy ra một cái bao cũng ok rồi.
chấm đầy đâu hết rồi. Vui quá. Anh em mình bắn vậy mà tụi nó dám nói là móp anh móp em, nghe ghét kìa chứ. Ơi cái thằng kia thì ngay cái góc hồi nãy anh bắn luôn nha, cái thằng hồi nãy bay lên ngay góc anh luôn á. Trên mày kế bên em luôn cái chép. Rồi em thập diện ma phục của nó luôn đó. Ê quả này nên đẩy 446 ta. Đẩy 3 đi. Ê cái tên này lợi lắm luôn á. Làm mình bắn trúng người ta được mà người ta không bắn trúng mình được á. Tại không có tool á. Ui da. Ui da mất góc anh rồi. Bỏ ra bây giờ anh đi. À nó còn tí máu kìa. Chắc nó power luôn á. Power rồi. Đó. Nó bắn cả. Tóc chịu rồi. Ui tóc à. Ui à. Tóc chịu rồi. Chụp. Cổ em luôn á cái chép ơi. Để vàng này cho em. Trời ơi thần tốc luôn kìa. What the fuck. Ừ chụp. Sao nó clear map vậy. Rồi. Được không? Được không? Bắn góc cao nha. Không. Bắn thường cái không chết đâu. Không bắn trường không chết. Full nộ đi. Full nộ mới chết được nha. Hai luôn. Ui da hai em ơi. Một thằng đi. Chết không? Chết. 3-3-3-3-3-3. Này, đứa nào chê anh em tôi nữa. Cảm ơn em Liên Ngạn. Em nghĩ game này sẽ là meta. Ờ, góc anh nó hát lên không được rồi. Để anh bắn thường trước cái đi. Quán thường trước đen lưa không sao đâu. Lên miếng, lên miếng. Còn thằng kia nó vẫn đang tàng hình đúng không? Ê! Ngỏng. Canh lụm ngọc em ơi. Canh lụm hồn, canh lụm hồn bắn đó. Anh Lia. Ok anh Lia. Em nghĩ game này sẽ là meta 2024 à. Maybe đó nha em. Ê nó vướng cái gì vậy? Nó bắn cá chép à? Đó cá chép ạ. Đó cá chép dễ nhất lại. Còn thằng kia đâu ta? Còn hai thằng nãy giờ nó chưa hiện nữa. Hai cả chùm ơi. Thằng kia nó tăng hình tới nó không bắn luôn chứ. Nó không lộ luôn à, nhưng mà nó kết tụi mình. Ơi nó giật nó bắn rồi kìa. Nó bỏ hai tên rồi. Kế bên, kế bên luôn. Không chết. Ờ, tao sao. Ê, em bay không? Em có muốn em bay không? Em bay chứ. Bay chứ. Thì sợ may dính vào cái cục ngay trước mặt thôi. Em yêu anh Dĩ à. Yêu sai người rồi em à. Anh Lia góc xấu quá mà. Không, để anh đẩy thằng kế bên luôn à. Ờ, kế bên luôn anh Lia. Ui dạ. Má nó dính anh trước luôn á chứ. Anh phải mạnh xíu là được. Dính anh còn trí mìn vào. Không sao, anh có cái bầu, lát anh đẩy nó. Rồi. Đi đâu vậy cái chép? Đi anh Mai ơi, chỗ này nó bắn thì em gãy người á. Thì mày nó chê em móp. Má nó chê em móp kìa. Nó không dính đâu. Dính được có 1 viên, 2 viên à, thấy chưa? Trời ơi, góc đẹp cả chép ơi. Tao được á. Bây giờ ai hơn anh em mình dứt trước thằng này đi. Ủa chứ lấy em khó bắn đấy. Cái nào anh? Hàng em muốn bắn nào? Hàng couple để anh hay là em bắn kia? Hàng FPC apple á. Em chắc em bay trước. Chứ ở đây là cái hồ bé tí. Đúng rồi, cả chủ phải bay á. Ờ thằng kia bay đâu vậy? Ủa kế nhau luôn kìa. Cả chủ bay trước đi, cả chủ bay trước đi. Bay trước đi. Cả chủ luôn. Được rồi, đây rồi. Bay tao này cũng ok nha. Ê nếu mà góc anh thì thường bắn bao nhiêu? Sao làm anh? 3-3-4 hả? À 1 à, 3-4-4 hả? 3-4. Má nó đào anh trúng hay gì rồi? Chuẩn bị bút cho tôi nha. Rồi. Chào anh. Ui dạ. Ừ. Nhiêu giờ nhiêu là đẩy luôn nè. Đẩy luôn. Bột cứ bột mà đẩy anh ơi. Mà anh cũng chết đấy nha.
tại đấy ai không chết được đi trước không anh không xuống dưới được rồi nó xuống dưới tại sao ba hai nha bây giờ hai hàng nó vô một chỗ luôn hai hàng nó vô một chỗ luôn một bốn là cả chép một bốn luôn mày đứng đi cả hai luôn á ui hai cả chép hai em ơi nó kề mót đúng không nó chơi anh em mình thì mày vẫn chưa hiểu vấn đề hơn bây giờ đẩy một phát là tụi nó đi luôn một cặp luôn em à góc nó xấu rồi góc nó xấu ai mà giết cả chép rồi nó phải đi không đi còn này chắc bắn một hai nhờ anh Ly ơi, em fan anh hả? Ui da, chí mạng luôn kìa. Không sao. Đào luôn đó, hai thằng ở góc. Hai nha. Ngược lại. Không sao, đào cũng đấy, đào cũng đấy được. Đào mới đánh lần. Chết rồi, lố rồi. Cái thanh lực nó chạy nhanh thế. Ê, nó bay rồi. Nó không, một thằng bữa. Có khi là nó bay dính đấy. Góc này khó dạ bay, không? Nhiều khi nó bay xuống đây, nó bay xuống dưới. Thần đạo phải nó bay, nó dính ở mấy cái này nè. Chỗ em á. Đúng rồi. Anh Lia cứ bắn 3 tia check đi, bắn 3 tia cho anh bắn 2-1 Lia cái nữa này. Rồi đúng rồi, bắn thẳng vô chỗ đó. Đó thấy chưa? Hai. Ê lỡ hai thằng lũ kìa. U hui. Anh hình nữa rồi. Không sao. Cái bắn thằng sinh viên clear này đi. Nó trên đầu anh. Đậu lên lên. Nó trên đầu anh, nó trên đầu anh. Nhọn á. Ngay trên mũi nhọn á. À sợ giết luôn. Anh Lee bay qua chỗ thằng này. Ba bay đi. Giết luôn không? Rồi 2-2-2. Anh Lee bay qua đi. Để anh bay. Bây giờ Thân phải bắn 1-2, quay người lại. Không bây giờ đam thằng này luôn, đam thằng SV clear luôn. Đam luôn đi. Đam thằng sinh viên luôn đi ha. Nhưng mà phải bắn ngược đó nha, bắn này phải bắn ngược nó mới dính rồi tại vì mình bị che vậy. Có gió mà không sao bắn ngược cũng được, có gió mà đúng không? Đúng, hai ngược được. Dính không mái. Không chịu được. Chịu. Nhiều ấy lắm. Quá. Hưng không dùng tool nữa. Có dùng tool nhưng mà không kết lực lực. Trời ơi. Ê nhưng mà gió giờ là vẫn đang đẩy qua kia nha. Anh Lê em thấy ngẩn không bị lụm ngọc anh Lê. Đó luôn anh Lê ơi. Em chết không thấy rồi đứng liền. Gán lụm nha, gán lụm nhiều lên, lụm nhiều lên cho anh em nắt nó. Ủa sao tên này được ít thể lực vậy? Tên này là tên bonus. Tên bonus đúng rồi. Chết rồi, nhiều khi nó đẩy luôn quá. Không, góc bên mình khó bắn á, vì nó lệch một nhịp. Nó đứng ở đây nè, nó đứng chắc khúc này. Thôi bắn 2-1 rồi, ôi da đi rồi. Ồ trước. Ờ không. Bay luôn anh Lia, bay luôn. Bay luôn đi. Bay vô mấy luôn. À mà anh không có ấy. Bay chỗ Hưng nó được đẹp. Ấy nhưng mà gió sao bên kia nha. Trời ơi, đi luôn rồi. Hay. Hưng lo thằng kia nha Hưng. Đẩy nó trước em à. Bây giờ. Ôi nó hồi máu kìa. Bow này là 3 tia hay là 1 tia nhở? 3 tia. Tí thì trắng máu luôn. Đào 1-1 đào luôn Hưng. Đào 1-1 luôn. 1-1 bow luôn. Nó cái tay nó hơi run. Hơi run. Không sao nha. Ấy. Dính không? Ơi dính. Tắt luôn. Bắn hết phải đào. Chết. 2-1 2-1 em ơi, 2-1. Không, bây giờ anh Lê. Anh Lê bắn check cho anh Lê ơi, bắn check thôi. Anh Lê bắn trường thôi. Anh Lê cứ đứng sau gà chùm là được. Anh khoảng nghĩ là khoảng 80. Bắn check cho nha. Đâu rồi? Hồi máu lên nha. Anh có hồi lưng qua máu khác rồi. Anh Lê có hồi máu. Để anh bóp rồi. Để cho thằng nó bắn. Tại vì giờ nó phải bắn. Nó bắn. Ây da, vừa đủ chết luôn đó chứ. Nó bắn hay rồi. Mày biết trời. Quá ghê vậy. Bắn cái này. Bắn dính quá vậy, chắc là dùng tool rồi quá. Ê, anh em mình tranh thủ lụm đồ chơi cho Hưng chơi đi. Không, tool là chỉ bắn thằng gần nhất thôi. Má bắn xa ghê thật đó. Đúng rồi. Giờ mày biết trời. Xíu nữa nhớ tên kích nó kìa. Nó yêu anh Dĩ, nó không yêu anh Ba, nó không yêu anh Liêm, mở yêu anh Dĩ. Anh Hiệp đồ nó cũng không yêu. Ơ, em yêu anh Vĩ là chiều nay cũng bắn nè. Bắn ghê không em? Hay hơn. Không. Trời ơi không. Wow, vậy mà quả nãy không có lên kèo cho mấy anh em gọi là ăn cho nó dày chứ. Anh thấy ông ngẫu đứng yên nói chuyện này. Trời ơi, người ta nhanh được 260 rồi ông ơi. Ông xấu gì cộng đồng. Hưng không cần bay đâu Hưng. Cứ đam thôi nhỉ. Cứ đam nó không bay thì mình không.
mình lợi thêm một con. Đừng đừng bao, đừng bao nữa. Có bao không, có bao. Ta đây phải bắn ngược. Tính á. Ừ, ý là bắn ngược thôi chứ. Tính rồi, tính rồi. Này! Bắn ngược thấy được. Đã được chí mạng. Này em ơi! Sao mà không ngon ngọc thế nào á. Rồi, nó xuống cái góc tổ rồi. Ngon, ngon, ngon. Lập tiếp, lập tiếp, lập tiếp, lập tiếp. Em mình tranh thủ tích cực lập nào. Mình hơn một con. Nó siêu chuẩn luôn. Không, nó siêu chuẩn là vì vậy. Chắc ra không lo. Yếu lắm. Nhưng mà bắn nhiều tiêu quá. Xong lâu được. Ôi da. Hay nè. Thua cái pha này tiếc quá không? Mình bị thiệt, mình bị sao không? Mình bắn sâu cái mình bị thiệt thòi quá mà. Đúng, đúng, đúng. Mình mất ngẫu quá sớm nên là mình bị khá là nhiều thiệt thòi. Cảm ơn Dâm Boy. Cái này kiểu linh động có lý nha. Đó rồi, nói thiệt. Bạn mua mấy hồi em ơi, chị mày gần cũng mua kìa. Nhìn chị mày gần có bóp không? Rồi, tính được, chơi xíu. Đây đây anh kia làm mẫu ít mi đi. Đây, bắn là mình bãi nè. Ủa cái dễ vậy thì em có bằng thì em cũng có bằng. Anh cũng có bằng đến 10 nè. Bởi vì tôi nói là anh em tôi có thời gian rồi. Tôi lấy cái bằng đại học cái đó. Em có tất cả các bằng trừ bằng lái. Mốt. Có bằng lái lấy không được. Người Việt Nam có bằng lái. Trời ơi, chắc kiểu này SB không cơ hội bắn luôn quá, anh làm cho xong luôn cho. Không vẫn có nha. Ủa? Lại sao nữa? Ủa, đi luôn rồi. Sao em bị bắn vậy hả? Thì chịu quá. Đúng kìa, không cho cơ hội SB nó bắn luôn chứ. Lỡ anh SB ơi, lỡ anh. Ủa này cái này là bắn boss hay là mình bắn nhau vậy? bắn boss. Các bạn đi không ta? Ôi. Sao chắc là đủ đam chứ ạ. Ôi trời ơi. Tính này chưa làm gì luôn á. Tính ra anh nhặt cơ cấu mà anh còn chết hả? Không, không có game. Cái đó bắn nhà mít mì thôi chứ không có ghim. Sẵn sàng đi. Mình đẩy nhanh tiến độ luôn. Cho em bắn một đồng. Ok Thiện Nguyên ơi. Sướng nha. Bắn để cái tọa độ ok bro. Vô. Ủa anh, sao tôi đứng đầu hàng đầu vậy? Hàng đầu thì anh bắn anh đứng đó để anh đứng bắn hai nữa. Em chắc chưa? Anh quay lại bắn cũng được bằng gắn vàng. Thì anh bắn đi, bắn anh. Hay vậy quá à. Chơi game mà tư thù cá nhân. Nhưng mà chắc gì là chung anh Lia. Ồ, có phim. Nay chắc có phim hết kịp rồi. Lát nữa kiếm gì đó chơi cũng được. Rồi. Bây giờ bắn hai con trên. Con trên và con dưới nha. Để anh bắn dưới cho. Anh em cứ lo con trên. Nhìn mai chế này nhắc tư quá. Đúng rồi game hoài chuyện luôn, chắc phải tải gì. Ủa chứ nãy giờ chưa tải hả? Nói mấy bạn trên game chat đọc tin mình mấy bạn. Có mấy bạn chơi lại sau nên mai chơi lại mình tải về liền. Sao cái mic em nó bị nhỏ quá ta? Anh nghe không được rõ to lắm. Pico thì chắc là để mai làm 2 tập đi. Ngân vàng ơi, nó chết rồi ngân vàng. Cao miếng nữa ngân vàng ơi, cao miếng nữa. Ủa em không được bắn nữa hả? Được, em chờ tới lượt tụi anh đi ba. Đi xong lượt là tới em. Hay nè. Tối nay có anh Boa chắc có chứ. Tối nay là anh Ba như là cũng trải nghiệm con gamer. Rồi là sinh nhật của Ni 15 tuổi mà sao thiếu anh Ba được. Đúng. Anh Mai ơi. Ơi, anh nghe. Bắn quá mà nó bắn em vậy? Bây giờ em không biết có game gì chơi để giải stress của anh Mai nhỉ? Mới đi học về luôn đúng không Tám? Mới đi học về anh Mai. Đúng lúc anh có con game gundybc.vn.vn. Ôi. Tải đi, tối nay vô bắn mấy có tài hiệp tối nay vô mình bắn cùng. Ok anh Mai.
Trời ơi, Tam đánh đúng lúc ghê luôn ấy chứ. Anh May, tối nay là để đỡ lệch thì mình phải gom 8 người quen biết mình phải mày. Mà không biết là anh ba tối nay anh ba bắn sao, có gọi là chia đều ra mà bắn không? Ừ. Hay là anh ba sẽ là đi ải 4 người. Nhưng mà có cách nào tắt được cái tool không ta? Kiểu cắt được tắt được cái ấy không? Cái đó là kiểu game. Anh nghe mọi người nói là dưới level bao nhiêu á, 20 mấy á là được hỗ trợ tool. Bắn cho đỡ trượt. Bắn thế nó không vui ha. Thì bây giờ mình đừng nhìn vô nó là được đúng không? Khỏi nha. Không gì thôi. Trời ơi, hay thì bơ đây đây để tôi. Để tôi làm bớt những chị chán sĩ này. Đây, để tôi lọc bớt một cái. Trời ơi, nó gần 80 nghìn chiến luôn á. Hơn cả Ark liền á. À. Dạ nha. Em cũng muốn 90 đây à, khùng quá danh ơi. Có ăn có học, tính ra nhiều khi mà ăn học còn hơn tôi nữa. Mà nói chuyện mở mồm ra thật. Chả thấy thông minh chỗ nào. Gì vậy con gì? Rút anh lên. Không bắn hết để ba mẹ cho tiền ăn học xong nói những ra cái câu nói đó. Tốn tiền cho ba mẹ. Cái này nói gì? Ơi mà ủa mà con gì em chưa chơi môn này bao giờ hả? Kinh này nói về sự thật streamer là bị ban hả? Không không, chỉ có nói ngu mới bị ban thôi. Chứ nói về streamer có gì đâu lo. Nói ngu thì mình mới bị ban. Dâu. Để cho gọi là dọn gác, đúng kiểu dọn gác, dọn mấy cái phôi luôn cho sạch một cái đã. Hồi đó em có chơi nhưng mà chơi không nhiều không? Hồi đó là hồi nào? Kiểu em thử thôi. Em mà chơi cái môn này mà giỏi là em học vật lý lên trình luôn á Găng Vàng. Nãy có bạn ở kinh của anh nói là nhờ chơi con game này thi vật lý được 9 điểm. Em ngu lý quá, em thi đại học được có 5 điểm hay nhiêu. Lý có được 5 điểm mà cũng ổn mà, trên mức trung bình mà. Lý là khối gì nhỉ? Khối A. Khối U. Ơ. Tự nhiên mà. Ai nhưng mà anh thấy lý khó mà kiểu học mà trên được 5 điểm cũng là ok mà đúng không? Trên trung bình 7 điểm là khá đúng không? Dễ mà. 7 là 7 là khá, 9 là giỏi. Là em chọn khối tự nhiên. Tám điểm là nhắm mắt cũng làm được rồi, ghê vậy ta. Ai kêu dễ thì thi cái đề 2018 á. Em thi được 9 điểm rồi em mà. Nhiêu? 8 nhiêu? Nhưng mà lấy 9 điểm. Này nghĩa là 8 giỏi rồi. Bây giờ show mới tin nói miệng ai tin. Tao xíu em mùi cho em. Thi đại học lý 5 điểm khối tự nhiên thì chỉ là khối B. Em là khối gì à Găng Vàng? Em học tự nhiên rồi lúc mà em xét đại học thì em xét khối D. Liên đến lượt rồi đó. Chứ vậy anh trai anh tiện coi gọi tôi vậy. Đề 2018 thi lý được 6.8 nghề B. Tao nhốt anh Mai luôn rồi. Để em cưới anh Mai. Cảm ơn sao đỏ muôn năm. Ủa nhớ chị Linh thì chính là thi 2018 chị Linh. Thi 2 năm 2017 chứ. Ừ chị thi 2 năm rồi. Đã nhắc gì vậy? Hay quên quá à. Quên. Chúng ta kể rồi mà hay quên ghê luôn. Thì lỡ má cà quá. Xuống miếng hồi nãy mình bắn 40 giờ là tiền toàn. Cỡ năm 2, năm 3 là đẹp. Trên đầu em luôn em ơi. Đẩy nó em. Tụi nó kêu chị Linh ở lại lớp. Chị Linh. Ai nói gì nói. Chị Linh không phải lại lớp mà chị Linh là muốn học kỹ thôi. Sao lại dùng từ ở lại lớp được. Linh muốn thách thức cái đề 2018. Ở lại lớp em thi em chuyển ngành đó. Người ta học kỹ. Định dùng từ ở lại lớp nhạy cảm. Chuyển ngành. Kìa, nó phạt em kìa. Nó quật rồi, quỷ khăn hồng nó quật rồi.
Đây, để anh dứt điểm luôn. Cái điểm gì ơi. Ủa, Mai thi năm nào vậy anh Mai? Hả? Anh Mai thi năm nào? Ờ, 2009 8 ơi. Nâu rồi. Em gỡ mod này được anh Mai. Đánh nó thôi, đừng gỡ nó em. Muốn gỡ lâu lắm vậy. Gỡ nó, gỡ cũng vậy là phải đánh nó, thằng 8 là phải đánh nó. Nhìn xung quanh anh Mai. Ủa? Đi, 3 trên 12 lớp 9 thì cũng khó rồi. Thì anh Mai hơn được cũng khá khá người. Nhìn lên thì không bằng ai mà nhìn xuống cũng không ai bằng mình. Mẹ nhìn nhìn lên chứ nhìn xuống chi vậy anh Mai? Nè em có nhìn lên chưa? Rồi, ải cuối nè. Vào. Tí chứ cái map tà thần đi thằng lựa. Đâu anh đâu có chỉnh map đâu. Giờ ổng chỉnh á. Đó vậy anh em cũng đừng đó. Có ngồi là so sánh với tôi, so sánh này kia, sẽ so sánh với con nhà người ta, người ta con người ta là đại học Harvard, rồi đại học Stanford này nọ kìa. Người ta đi này đi nọ đó, du học sinh này nọ, đừng có so sánh với tôi. So sánh với người ta đi. Có không Phú? Nhìn lên nhiều khi anh em thấy cặp chân của người ta đó chứ. Anh em đi học là có xe hơi đưa đón đàng hoàng, còn đi tôi đạp xe đạp đi học mà. Nói thì tao đúng, đúng rồi mày. Cái gì vậy? Hồi đó tao đi học tao đi bộ không có ba. Gì nghe tội vậy? Đi bộ chờ chờ anh nào rước à? Em học ba cái trường là toàn cực nhẹ hết nên cho nên là đi bộ. Rồi không có anh nào chở em về luôn hả? Dễ gì không có đúng không? Ít nhiều gì cũng mấy có anh này anh kia chở đi học về chứ. Ờ, bữa hôm nay mấy bà hẹn sớm đột em. Mỗi ngày quen ông cái thôi khỏi cỏ chở đâu đi bộ. Trời ơi, vậy là mỗi ngày có người chở hả? Thì mỗi ngày nhờ người chứ nhờ người ta hoài, người ta chửi. Vậy là chị bị rồi. Ê! Tạo ra mai. Trời ơi. Lại. Sao mỗi lần đứng kế XP là mình bắn nó không ta? À em bắn gầm nha, không bắn anh nha. Ê! Kick bow. Tư thù cái chân. Anh bắn nhầm, còn cái này em cố tình đó nha Căn Vàng. Em quay nhầm, em không biết con boss nằm đâu á. Không biết nó nằm trái bên boss phải. Boss bên phải, nằm... trời ơi, tôi bắn nhầm mà chị gái ơi. Rồi, giờ em biết rồi, tí em bắn thôi. Ê, thua nha. Đâu, đâu, đó, anh em không? Kiểu nhỏ mọn thật. Thôi, nghiêm túc nha. Mới nói ở lớp còn năm mà đánh mày rồi. Cảm ơn Hana. Ê, cái cô bé Hải Đăng này. Cái cô bé này có đùa đấy à. Ủa ai đùa đấy trên mày vậy? Halabi. Trời ơi, cái bà ta gớm quá Hana ơi. Na gì ta? Na Hải Đăng. Na Hải Đăng. Sao không đi rộn bên Hùng luôn mày? Lấy gì đám? Ai gặp anh Hùng hả? Đâu có ạt đâu đi. Có radio mà gì rồi. Radio anh đang không chơi. Ạt yếu như dán đó đi giống anh Hùng. Quăng cái băng vô cái chương trình rồi nó kẹt cho cái đi kìa. Ai có băng không? Băng là gì? Ờ băng của mày đâu. Thôi luôn. Thôi thua quá hả? Thôi thua rồi đó. Nó kẹt cái đi bốn người á. Em có băng, một người skip tên em rồi. Hết tên rồi. Găng Vàng ơi, bắn. Ủa? Lên con gồng kia em ơi. Rồi bắn con rồng cũng được nha. Nhớ radio. Mà radio giờ này đi đâu hết ta? Radio giờ này bạn ở đâu? Ở thế bạn vô đánh custom hay là ngồi chơi Guinea này nọ vậy? Ủa? Con đi rồng. Là sao nữa? Nhớ ra đi ông. Nhớ ra đi ông. Em tưởng có là dạ. Ai giết con rồng đi. Em giết gầm sẵn mở băng cho tụi anh luôn Ngân Vàng ơi. Lại sao? Trời ơi. Máu đi, hồi máu đi. Hồi làm gì nữa. Đây cứ giết con rồng đi cơ. Má giờ chơi mang tiếng thì chơi với anh Mai mấy đứa em mớp không thiệt đúng đậu quần luôn á. Không,
không phải gọi là mớp mà là em không biết chơi cái game này đâu. Nè em biết chơi mà em chơi bậy á thì mớp, còn này em không biết chơi mà. Trời ơi, thôi lụm hồn mãi mãi nha. Bây giờ trong lúc này là mình lụm hồn, mình bóp bao rồi cho team. Ok sure. Ủa, làm sao để đi? Lụm, em lít vô mấy cái hạt, mấy cái hồn đi. Bằng mỗi lần bồ mình bắn xong một lượt là mình được đi à. Ủa, em lít vô đâu được đâu. Từ từ. Đó. Ờ, sắp đi rồi. Còn có mình. Bây giờ nè, anh lụm dưới, em lụm trên nha. Em chạy lên cục trên đi. Rồi anh lụm bên trái, em lụm bên phải. Chết mẹ. Ủa qua dòng nhỏ này được mà. Chứ đi qua thôi. Hết thể lực. Ấy bay ơi. Bây giờ nè, em đẩy một phát là ăn đồng, còn 600 nó cũng đi à. Rồi, đẹp cái liệu đó. Nó bắn giùm mình á. Tính ra thằng kia làm hết luôn á chứ. Anh em mà đủ thì cần làm nhiều. Sao nó có nhiều chiêu vậy? Dạ là mày. Đó, bóp cho em đó. Bắn đi ngỏng ơi. Của em hết đó. À đúng là mob không phải là chỉ là cái danh, mob là gia tộc. Trời ơi, anh kỹ, anh bắn 3 tiền đi chứ. Không biết là cái làm cái family mob hay cho tôi vô. Không, mình là bãi những mình nếu đặt tên là mình sẽ đặt là những tay gọi là những tay bắn cừ khôi chứ. Chắc thiếu nữa em lập cái gia tộc Nemo là mob. Việc gì cũng tới tay ngỏng hết. Không tại gì rồi. Tại không có bị quấy phá. Trời ơi, nãy tôi bắn nhầm còn chị mới là phá đó, chị ngồi chị bắn bâu vô người tôi luôn á chị gái ơi. Bắn hai lần luôn á, nhầm cái gì nhầm. Vậy? Anh biết chơi mà anh bắn nhầm hai anh, lần. Anh không gọi là anh biết chơi nhưng mà anh chơi không hay. Gọi là anh không hay thôi. Cũng có ba kia là anh vô tình mà. Đây, thôi anh em mình đây đi ỏi cũng đủ rồi. Nghỉ ngơi một tí đi, lát nữa bắn tiếp với anh ta. Ok không? Để bây giờ anh sẽ giới thiệu sơ qua về con game này cho mấy anh em. Có nãy giờ anh em xem mình cũng có nhiều câu hỏi là anh em hỏi là game này chơi sao, game này tải ở đâu Ly ơi. Thì mọi người nếu mọi người để ý đó thì bên góc phải của màn hình của tôi đây, gunnypc.vn, mọi người có thể tải vào. Và đây là nhân dịp sinh nhật thứ 15 tuổi của Gunny, mọi người có thể nhận được những món quà rất là lớn, nhưng rất là đặc biệt luôn. Rồi anh em nào chưa tải có thể tải ở đây nha. Cảm ơn anh em đã xem cái buổi trải nghiệm con game Gunny này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.